B-School, học để làm chủ tri thức. Hi guys, in this video we are going to learn some common idioms using body parts. Chào tất cả các em, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về những thành ngữ phổ biến mà sử dụng bộ phận cơ thể con người. Như các em thấy ở trên bảng của cô có rất nhiều bộ phận cơ thể con người, nhưng trong bài học ngày hôm nay cô sẽ tập trung vào 3 bộ phận chính, đó là head, eyes and ears. So let's get started with part 1, idioms with head. Cụm từ đầu tiên của cô là bury high one's head in the sand. Cái từ bury là động từ có nghĩa là chôn vùi, hide là che giấu, in the sand, ở dưới cát. Các bạn hãy nhìn vào cái hình ảnh con đà điểu nó vùi đầu xuống dưới cát. Cái thành ngữ này xuất phát từ một cái câu chuyện, đó là con đà điểu này muốn trốn tránh kẻ thù nên vùi đầu xuống dưới cát với mục đích là trốn tránh để cho kẻ thù không nhận ra. Nhưng làm sao mà không nhận ra được vì cả một cái thân hình to lớn của nó còn ở trên cát, đúng không ạ? Thì ý của cái câu thành ngữ này, khi là chúng ta gặp một cái tình trạng khó khăn, mình không muốn đối mặt, mình muốn lảng tránh, phớt lờ nó đi, đó thì có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ, đúng không ạ? Và nghĩa tiếng Anh đó là to ignore what's bad because you don't want to face it. Nghĩa là chúng ta không muốn đối diện, đúng không? Phớt lờ nó đi. Bây giờ xem ví dụ nhé. Stop burying your head in the sand. Look at the statistics on smoking and cancer. Đừng có nhắm mắt làm ngơ nữa, hãy nhìn vào những số liệu về hút thuốc và ung thư. Nghĩa là mình không thể trốn tránh được, đúng không? Nhắm mắt làm ngơ thì cũng không giải quyết được cái việc gì cả. Khi nhớ đến cái cụm từ này, các bạn hãy nhớ đến cái hình ảnh con đà điểu nó vùi đầu xuống dưới cát để trốn tránh kẻ thù nhé. Chúng ta sang thành ngữ thứ hai, head and shoulders bowl. Chúng ta rất quen thuộc với cái cụm từ head and shoulders, quảng cáo dầu gội đầu, đúng không? Là thêm cái từ elbow vào đằng sau nữa thôi. Đấy, quảng cáo dầu gội đầu rất nổi tiếng của anh Đan Trường, head and shoulder. Thì bây giờ là head and shoulders bowl. Thì đầu và vai ở bên trên. Thì nghĩa tiếng Anh đó là at a much higher level, nghĩa là ở một cái cấp độ, một cái trình độ cao hơn. Hay chúng ta có thể nói là too superior to somebody or something, nghĩa là miêu tả ai đó hoặc một cái vật gì đó, nó thứ gì đó nó đẳng cấp cao hơn, nó vượt trội hơn so với người khác, so với thứ khác. Các em hiểu chưa? Hoặc là chúng ta nhìn thấy ở trong cái bức ảnh một người nổi trội hơn, nghĩa là đầu và vai cao hơn so với những người khác, nghĩa là một người nổi trội hơn, chiếm ưu thế hơn, có trình độ cao hơn. Các em nhé, chúng ta xem ví dụ của cái cụm từ này. Lisa straight head and shoulders above all the girls in the company. Lisa thì sao? Vượt trội hơn so với các cô gái khác trong công ty. Thì nhớ cái cụm từ này có nghĩa là vượt trội hơn, đẳng cấp hơn nhé. Hiểu chưa? Sang cụm từ tiếp theo này. Shoulder a responsibility. Trong ví dụ thứ hai, thành ngữ thứ hai thì chúng ta thấy cái từ shoulder là danh từ, có nghĩa là vai. Nhưng bây giờ shoulder theo sau là một cụm tân ngữ. Thì shoulder ở đây sẽ là động từ. Vai có nghĩa là gánh trách nhiệm trên vai. To accept a difficult or unpleasant responsibility. Các bạn thấy là những cái cụm mà giải nghĩa tiếng Anh ấy thì nó sẽ rõ ràng hơn, đúng không? Nghĩa là phải chấp nhận một cái trách nhiệm khó khăn hoặc là không mấy vui vẻ gì. Chúng ta sẽ cùng xem một ví dụ về cái cụm từ này trong câu nói rất nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Các em đọc này. We have to all shoulder the responsibility for keeping the planet habitable. Are we going to suffer the consequences together? Tất cả chúng ta phải gánh vác trách nhiệm cho cái việc giữ cho hành tinh đáng sống. Nếu không thì chúng ta sẽ phải chịu hậu quả cùng nhau. Đó, suffer the consequences together. Thì đây cụm từ shoulder the responsibility, mình sẽ dịch là gì? Chịu trách nhiệm, đúng không? Gánh vác trách nhiệm. Và cái cụm từ habitable có nghĩa là đáng sống, có thể sinh sống được. Các bạn hiểu chưa? Như vậy là nhớ cái cụm từ này nhé. Shoulder a responsibility. Tiếp theo cô có cụm từ can't make head nor tail of something. Đôi khi chúng ta cũng có thể nói là can't make head or tail of something. Có thể dùng từ nor hoặc từ or đều được nhé. Thì mình dịch theo nghĩa đen có nghĩa là không thể phân biệt được đâu là đầu, đâu là đuôi. Những cái từ tail có nghĩa là đuôi. Nghĩa tiếng Anh là gì ạ? Not able to understand something. Nghĩa là không thể hiểu được cái gì. Hoặc là các bạn nhìn vào bức ảnh, nghĩa là một người mang đầu, một người mang đuôi, nghĩa là không hiểu đầu đuôi cô ta ra làm sao, đúng không ạ? Mình xem ví dụ nhé. I can't make head nor tail of this problem. Can you explain it to me?
Tôi không thể hiểu được cái vấn đề này, bạn có thể giải thích nó cho tôi được không? Thì cái cụm từ này có nghĩa là unable to understand something, alright? Không thể hiểu được. Ngoài ra cô còn có các cái cụm thành ngữ khác mà liên quan đến đầu cũng rất hay gặp trong các bài thi. Thì các em take note vào cho cô nhé. Cô không thể nào giải thích hết được một cách rõ ràng, tường tận những cái cụm thành ngữ này vì có rất là nhiều. Cô sẽ chỉ chọn lọc ra một số cụm từ thôi. Thì các em sẽ ghi các cụm từ khác vào nhé. Hoặc là chúng ta có thể là tra từ điển để hiểu rõ nghĩa hơn. Keep one's head. Tiếp theo cô có là keep one's head. Keep là giữ. Ở đây nghĩa đen là giữ cái đầu à. Nhưng mình sẽ hiểu là phải là gì, luôn tỉnh táo, bình tĩnh. Chúng ta hay nói là keep calm ấy, đúng không? Keep calm, don't lose your temper. Đấy. Thì cái keep one's head như thế, keep your head. Tiếp theo cô có cụm từ là enter one's head. Enter có nghĩa là đi vào. Thì bây giờ enter one's head có nghĩa là một cái gì đó nó đi vào trong đầu mình mà phải làm cho mình phải suy nghĩ. Yeah. Cụm từ số 7 đó là have one's head in the cloud. Chúng ta sẽ tưởng tượng ra cái văn cảnh là một cái bức ảnh đi, là đầu mình ở trên mây. Nó nghĩa là để đầu ở trên mây có nghĩa là chúng ta không tập trung, đúng không? Mơ mộng viển vông, không thực tế. Ý nói một người là rất là mơ mộng, không thực tế, hay là một cái vấn đề, một cái ý tưởng, idea that's not realistic, nhưng nó không thực tế nhá, viển vông, không thực tế. Hay là một cụm từ khác là over one's head. Các bạn nữ hay nói với nhau là phải chọn được một người đàn ông mà phải hơn mình một cái đầu. Thì cô nghĩ là cái câu này nó vừa ý nghĩa đen, vừa ý nghĩa bóng. Hơn một cái đầu có nghĩa là cao hơn mình, đúng không? Về chiều cao. Nhưng nghĩa bóng là gì? Là tài giỏi hơn, đúng không? Tài giỏi hơn nghĩa là có khả năng tốt hơn mình. Đấy, vượt quá cái khả năng, hơn cái tầm của mình. Thì cái cụm từ over one's head là vượt khả năng, đấy, hơn cái tầm của mình. Hay một ví dụ về một cái bài tập rất là khó chẳng hạn. This question is over my head, I can't answer it. Cái bài tập này thì vượt quá cái khả năng hiểu biết của tôi không thể trả lời được. Đó, các bạn thấy rằng cùng một cái cụm từ nhưng mà nó được dùng với rất nhiều ngữ cảnh. Thì chúng ta có thể tra từ điển và ghi các ví dụ vào để chúng ta có thể vận dụng được nhuần nhuyễn các cái thành ngữ này. Thành ngữ số 9 mà liên quan đến head là off one's head hay là lose one's head. Nghĩa là mất kiểm soát, mất trí. Off thường thường là không còn, đúng không? Off hoặc là out of đấy. Off the top of one's head. Off the top. Top có nghĩa là ở đầu, trên đỉnh. Off the top of one's head có nghĩa là ngay tức khắc, nghĩa là vừa lóe lên trong đầu mình. Ví dụ nhắc đến Việt Nam, nhắc đến Hàn Quốc thì cái gì nó lóe lên trong đầu mình đầu tiên? Cái gì nó nghĩ ra trong đầu mình đầu tiên? Đó thì chúng ta có thể là something that's off the top of my head. Head có rất nhiều nhưng mà tại sao cô phải cho rất nhiều? Vì trong bài thi lặp đi lặp lại rất là nhiều ấy, là chúng ta cũng phải ghi vào thôi nhá. Keep one's head down. Keep something down có nghĩa là làm cho hạ xuống. Thì bây giờ keep one's head down nghĩa là hạ đầu xuống theo nghĩa đen. Thì cụm từ này có nghĩa là tránh mặt để tránh gặp rắc rối. Đó, chúng ta cứ tưởng tượng ra văn cảnh là mình che cái đầu của mình đi để cho ai khác không nhìn thấy mình chẳng hạn. Thì mình sẽ tránh được một cái rắc rối nào đó. Cụm từ scratch one head có nghĩa là vò đầu bứt tai vì là chưa hiểu, chưa tìm ra cách đối phó với cái vấn đề đó. Fall head over heels for someone or somebody. Cái này là đổ từ đầu đến chân. Cụm từ này chúng ta hay gặp trong chủ đề về love and marriage or relationship. Thì sang cái chủ đề này cô sẽ mở rộng thêm nhá. Nhưng mà về tình yêu đấy, yêu ai đó một cách tha thiết, nồng nàn. Thay vì đó I love you very much, so much thì nó rất là bình thường. Nhưng mà I fell head over heels for you thì người ta cảm giác là thích hơn, đúng không? Cái sắc thái biểu đạt nó mạnh mẽ hơn. Keep one's head over the water nghĩa là để cho đầu không bị nhúng vào nước. Đấy là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng có nghĩa là cố gắng một cách khó khăn, thường là để đối phó những cái vấn đề tài chính hoặc là việc làm. Đó, manage to survive. Right. Cụm từ thứ 15 mà liên quan đến head là hit the nail on the head. Say something very true. Nói cái gì đó đúng. Thông thường là ban đầu người khác không tin bạn, nhưng mà sau đó mới nhận ra là cái điều bạn nói là đúng. Đó, hit the nail on the head. Nail là cái đinh. Giống như kiểu đóng đinh vào đầu ấy. Nó nghĩa là đóng trúng. Chúng ta cứ liên tưởng đến nghĩa đen, nghĩa bóng hoặc các hình ảnh, các ngữ cảnh để chúng ta nhớ cái thành ngữ đó. Right. Và thành ngữ cuối cùng liên quan đến head là turn one's head. Turn là quay mặt đi. One's head nghĩa là turn là quay.
trong turn one's head, quay đầu đi. Thành ngữ này ý là làm cho ai đó cảm thấy là tự hào, tự kiêu. Cái thành ngữ này mang nghĩa tiêu cực nhá. Các bạn phải nhìn vào cái nghĩa tiếng Anh mới hiểu rõ được. To make a person feel too proud in the way that other people find annoying. Làm cho ai đó cảm thấy quá tự hào mà cái việc tự hào đấy khiến người khác cảm thấy khó chịu. Các em hiểu chưa? Part 2, idioms with eyes. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ hai là thành ngữ mà liên quan tới mắt. Cũng có rất nhiều thành ngữ mà người ta dùng mắt để biểu lộ. So let's get started. Cụm từ đầu tiên của cô là keep an eye on. Keep an eye on means watching carefully or take care of somebody or something. Nghĩa là để mắt trông chừng, canh giữ. Các bạn nhìn vào một bức ảnh là con chim nó trông chừng, nó canh tổ cái mấy quả trứng ấy, đúng không? Thì chúng ta nhìn đến cái bức ảnh này để mình nhớ cái thành ngữ này nhé. Be careful what you do today, I'll be keeping on you. Nghĩa là hãy cẩn thận với những cái gì bạn làm ngày hôm nay, tôi sẽ để mắt tới bạn đấy. Nghĩa là để mắt, để ý tới bạn đấy. Thấy chưa? Thành ngữ thứ hai này, see eye to eye on something. See eye to eye. Các bạn nhìn vào bức ảnh, nghĩa là hai con mắt nó nhìn vào nhau, đúng không? Chúng ta thấy là thông thường mình mà đồng tình với ai cái gì ấy, thông thường mình cảm thấy là mình nhìn vào mắt nhau, nghĩa là thấy nhau trong đó. Đó, see eye to eye on something, agree with somebody, nghĩa là đồng quan điểm, đúng không? Xem ví dụ của cô nhé. We really good friends, but we just can't see eye to eye on politics. Nghĩa là chúng tôi thực sự là bạn tốt, nhưng chúng tôi không cùng quan điểm về chính trị. Đó, can't see eye to eye on politics. Thì có thể là on something. Nhớ, còn không có on cũng được. Nhớ, tùy từng câu có giới từ on hoặc không. Turn a blind eye to. Đây là cụm thành ngữ thứ 3. Turn a blind eye. Blind là mù, không thấy. Đúng thì turn a blind eye to có nghĩa là deliberately ignore something that's wrong or illegal. Nghĩa là cố tình phớt lờ một cái gì đó xấu hoặc là bất hợp pháp. Cái cụm thành ngữ này rất giống với lại bury your head in the sand, đúng không? Nhưng mà sắc thái nghĩa nó hơi khác, có nghĩa là cái gì đó là xấu thôi nhưng mà nó còn phải illegal nữa, bất hợp pháp. Nên cũng dịch là nhắm mắt làm ngơ hay là lờ đi, giả vờ không biết, nhưng mà thực ra là có biết, đúng không? Teachers were turning a blind eye to smoking in school. Giáo viên thì nhắm mắt làm ngơ với việc hút thuốc trong trường, nghĩa là có biết, đúng không? Và cái việc đấy nó bị cấm nhưng mà vẫn không truy cứu, nghĩa là coi như là không biết. Đấy, nhắm, tiếng Việt mình hay có câu là mắt nhắm mắt mở ấy, đấy để cho làm. Four, cô có ba động từ kết hợp, có thể một trong ba đều được. Clap, lay or set eyes on somebody or something. Nghĩa là dùng như nhau nhé, clap, lay or set. Có nghĩa là see someone or something for the first time. Nghĩa là gặp ai đó lần đầu tiên. Để mắt tới, đó, nhìn thấy ai. My father loved my mother from the first time he set an eye on her. Bố tôi yêu mẹ tôi từ cái nhìn đầu tiên mà ông để mắt tới bà. Đúng không? Yêu từ cái nhìn đầu tiên khi mà nhìn thấy. Đó, nhìn thấy mẹ tôi. Và cụm từ tiếp theo của cô là một cụm từ rất là lãng mạn. Đây có thể coi là một câu thành ngữ hơn là tục ngữ đấy. Nhưng mà cô thấy nó rất là thú vị nên cô cho vào. Beauty is in the eye of the beholder. Chúng ta dịch theo nghĩa đen là vẻ đẹp nằm trong con mắt của người cầm nắm giữ, beholder mà. Nhưng câu này có nghĩa là gì ạ? Mỗi người có một quan điểm khác nhau về vẻ đẹp. Hay chúng ta dịch một cách thơ ca có nghĩa là vẻ đẹp không phải nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong con mắt của kẻ si tình. Đó, nghĩa là dịch theo một cách lãng mạn thơ ca thì là như vậy. Nhưng mà ý xem có nghĩa là mỗi người có quan điểm khác nhau về vẻ đẹp. Người thì thấy thế này đẹp nhưng người thì thấy không đẹp. Cô cho một ví dụ nhé. Bạn A nói với B, nghĩa về một anh chàng này rất là đẹp trai. Juno Byung-jun, he looks so handsome to my eyes. Bạn khác thì nói là well, beauty is in the eye of the beholder. Có thể là bạn B này, bạn ấy không nghĩ là như thế, đúng không? Nhưng mà với con mắt của A thì Byung-jun thì rất là đẹp. Đây là một nam diễn viên Hàn Quốc mà cô rất thích. I think he's so handsome to my eyes, right? Và những cụm từ khác liên quan đến eyes về thành ngữ. Cô có the apples of one's eyes. Đây là một cái câu nói rất nổi tiếng mà đã đặt thành phim, đúng không? Mình dịch là một người hoặc vật mà ai đó rất là yêu quý, trân trọng. Apple, thông thường mình dịch là quả táo. Nhưng nó còn mang nghĩa là đồng tử, liên quan đến mắt mà. Đồng tử trong một con mắt của ai đó. Thì các bạn thấy là
mắt ấy, thì đồng tử là cái rất là quan trọng, đúng không? Thì khi nói là đồng tử trong mắt của anh là cái người đó hoặc là cái vật gì đó rất là quan trọng, được người ta rất là yêu quý. Cụm từ tiếp theo cô có in the blink of an eye. In the blink, cái từ blink nghĩa là nháy mắt, nghĩa là trong nháy mắt, very quickly, very soon, diễn ra rất là nhanh. 8. Feast one eyes, feed one's eye on, có nghĩa là nhìn một thứ gì đó với con mắt rất là ngạc nhiên, thông thường về những cái món đồ quý giá chẳng hạn. Và cụm từ là eagle eye, cụm từ khác, eagle là đại bàng. Đấy, con mắt đại bàng tức là một con mắt rất là tinh tường, nghĩa là có thể nhìn thấy những cái sự vật rất là chi tiết. Ví dụ chúng ta nói là thầy giáo tôi có một con mắt rất là đại bàng chẳng hạn, ý là thầy giáo có mắt rất là tinh tường mà mình không thể gian lận trong kỳ thi được. Các bạn hiểu chưa? Cụm từ thứ 10 là cast or run an eye or cat run your eyes over something, nghĩa là nhìn lướt rất là nhanh. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Đây hai cụm từ. Thông thường mình hay nói là mắt đền mắt, răng đền răng, có nghĩa là sự trả đũa, nhớ, trả thù, ăn miếng trả miếng. Chúng ta có shut or close one's eyes, nghĩa là nhắm mắt vào, nghĩa đen, nhưng ý này là cố tình làm ngơ. Nó giống với lại turn blind eye to hoặc là bury your head in the sand, đúng không? Điều mà nghĩa là nhắm mắt làm ngơ, coi như là không biết. Thực tế là có biết, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần part 3, phần thứ 3, idioms with ear, thành ngữ mà liên quan đến tai nhé. Cụm từ đầu tiên của cô là be all ear. Be all ear nghĩa là tất cả tai dòng lên. Đấy là theo nghĩa đen, các bạn nhìn vào bức ảnh là cái con vật này nó dòng hết tai lên. Khi mình hay nói là dòng tai lên mà nghe, đúng không? Thì cụm từ này có nghĩa là hào hứng muốn nghe một cái câu chuyện gì đó. Be waiting eagerly to hear about something. I'm all ears, tell us what they said. Tôi rất háo hức, hãy nói cho tôi biết là họ nói cái gì, what they said, alright? Cụm từ thứ hai là wet behind the ears. Wet behind the ears, wet là ướt, behind the ears nghĩa là có ướt này, nước này ở sau cái tai, ở sau cái tai. Đấy, chúng ta nhìn vào bức ảnh này chúng ta nhớ, nhưng mà nó chẳng liên quan gì đến cái nghĩa đen cả, đúng không? Nghĩa của nó là gì? Còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. To be young and without experience. When she started the job, she was still wet behind the ears. Khi cô ấy mới bắt đầu công việc thì cô ấy rất còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Thế các bạn nhớ nhé. Đấy, chúng ta nhìn cái ảnh để mình nhớ về cái cụm thành ngữ này, mặc dù cái ảnh thì nó chẳng liên quan gì đến cái nghĩa thật, đúng không? Cụm từ thứ ba là turn a deaf ear. Turn a deaf, deaf nghĩa là điếc, nghĩa là chuyển sang một cái tai điếc. Có nghĩa là bỏ ngoài tai, không thèm nghe. To ignore someone when they complain or ask for something. Chúng ta cùng xem ví dụ này. I told my boss about the problems with the new computer system, but he turned a deaf ear. He said it worked perfectly. Tôi đã nói cho sếp về cái vấn đề với hệ thống máy tính mới, nhưng mà ông ấy đã bỏ ngoài tai và nói rằng nó vẫn hoạt động tốt. Đó, những bỏ ngoài tai, không thèm chú ý, không thèm để ý. Có thể là người ta không biết, đúng không? Người ta không quan tâm đến cái việc đấy, chứ không hẳn là nhắm mắt làm ngơ. Và cái cụm từ này nó đồng nghĩa với một cụm từ khác, đó là force on deaf ears. Mình có thể dùng là turn a deaf ear hoặc là force on the deaf ears. Nhớ nhá. Cụm từ thứ tư là to be up your ears or up, to be up to your neck, up to your eyes. Tiếng Việt chúng ta hay nói là bận ngập đầu, ngập cổ ấy, thì tiếng Anh cũng vậy. Đấy, tiếng Anh nó còn có là bận ngập tai luôn. Very busy doing something. Ngập đầu, đúng không? Chúng ta có thể nói là tôi bận ngập đầu trong công việc. I'm out to my ears in work. Hoặc là ngập đầu trong nợ nần chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ nói là she out to her ears in debt. Right? Cụm từ thứ 5 của cô là cho mượn một cái tai. Đấy, đấy là nghĩa tiếng Việt. Còn tiếng Anh đó là lend. Lend an ear or give an ear to somebody or something. Chúng ta có thể dùng lend hoặc give nhé. Nghĩa là lắng nghe một cách chân thành. To listen sympathetically or attentively. Các bạn nhìn thấy bức ảnh có đáng yêu không? Đúng không? Cho mượn của tai nghĩa là lắng nghe ai đó nói một cách rất là chân thành và chú ý. Whenever I have a problem, I talk to my best friend. She always lends a sympathetic ear. Nghĩa là khi tôi có một vấn đề thì tôi nói chuyện với người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy luôn lắng nghe tôi một cách chân thành. Lắng nghe một cách chân thành, một cách rất là chú tâm. Và các cụm từ khác liên quan đến ears hay gặp trong bài thi.
cô có là go in one ear and go out the other, nghĩa là vào tai này ra tai kia. A smile green been from an ear to ear, có nghĩa là cười một cách toe toét đến tận mang tai, nghĩa là cười từ tai này sang tai kia, đúng không? Or not believe your ears, or not believe your eyes, nghĩa là không tin vào tai và mắt của mình, những cái sự việc nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay, cô đã giới thiệu và chỉ cho các em rất nhiều những cụm thành ngữ liên quan tới đầu, mắt và tai. Sau đây chúng ta sẽ nhìn lên trên bảng, sẽ làm cho cô những cái bài tập liên quan tới từ vựng mình đã học. Và sang video sau thì cô sẽ chữa chi tiết cho các em nhé. So now, goodbye and see you.